Xôn xao, bình hồ lô cổ được trả giá hàng chục tỷ ở Quảng Nam. Cùng một sở thị chiếc bình hồ lô bằng đồng được cho là đồ cổ, có người trả giá chục tỷ đồng. Chiều nay ngày 12 tháng 3, phóng viên đã tìm đến nhà ông Viên để tìm hiểu. Ông Viên cho biết, tôi lên tỉnh Đắk Lắk buôn bán thì gặp một người dân tộc thiểu số đào được một cái bình giống như hình hồ lô. Do thấy đẹp nên tôi đã mua đem về quê. Chiếc bình hồ lô này được làm bằng đồng, có chiều cao gần 18cm, rộng 5cm và có 8 bát tiên xung quanh bình. Và được trang trí nhiều viền kẽ hoa lá. Dưới đáy bình có chữ giống thời Hán Minh. Chiếc bình hồ lô được cho là đồ cổ rất quý hiếm, vừa được anh Viên mua về. Ngay sau khi hay tin ông Viên có mua được một bình hồ lô cổ vật rất quý hiếm, từ tin đồn đó, rất đông người dân trong vùng tìm đến nhà xem. Hiện giờ bình hồ lô của ông Viên chưa xác định niên đời của nó, và ông Viên úp ảnh lên Facebook hỏi thì được nhiều người trả giá 10 tỷ đồng. Trao đổi với ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh cho biết, chúng tôi sẽ cho người nắm thông tin về chiếc bình được cho là bình cổ này để báo với cấp trên về tìm hiểu xem đó có phải là bình cổ quý hiếm hay không. Hiện xã chưa biết nguồn gốc chiếc bình này có từ đâu. Còn ông Đình Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, tôi mới nghe phóng viên phản ánh đây thôi, chứ chưa tận mắt nhìn thấy chiếc bình hồ lô được cho là cổ vật đó. Tôi sẽ có người tìm hiểu xem chiếc bình hồ lô đó như thế nào. Vì ông Viên nói với báo chí, chiếc bình là do ông mua về, chứ không phải đào trên chính vùng đất Quảng Nam này. Nếu ông Viên đào trên vùng đất này, thì sở sẽ làm việc theo quy định, và đúng là cổ vật thì bảo tồn những cổ vật này, ông Hải nói. Đi đào sát vụn vớ được khối vàng 60 tỷ gây xôn xao. Trong khi đi dò kim loại, một người đàn ông đã phát hiện một kho báu quý giá từ thế kỷ thứ 10 có giá trị gần 60 tỷ đồng. Người may mắn tìm thấy kho báu quý giá này là anh Dirish Elsilinen, một thợ săn kho báu nghiệp dư người Anh. Vào năm 2014, anh Dirish Elsilinen đã đào được kho báu này tại một cánh đồng ở miền Tây Scotland. Anh Dirish Elsilinen tỏ ra rất bất ngờ khi phát hiện được những đồ quý giá như vậy. Anh không ngờ mình lại có duyên tìm thấy chúng trong khi đi làm. Ghim cài hình chim bằng vàng nằm trong kho báu mà anh Dirish Elsilinen phát hiện. Sau khi tham khảo ý kiến về kho báu nói trên, anh Dirish Elsilinen đã quyết định trình báo cho cơ quan chức năng địa phương để tìm hướng giải quyết. Sau 3 năm nghiên cứu, xác định và đánh giá kho báu, Cơ quan Quản lý Hàng hóa và Bất động sản vô chủ của Scotland đã đưa ra kết luận đây là một bộ sưu tập báu vật Viking được đánh giá là độc đáo và phong phú nhất từ trước đến nay. Các đồ trên được chế tác từ thế kỷ thứ 10, tức là đã được 1.000 năm tuổi, và đến nay vẫn giữ được nguyên vẹn và màu sắc như ban đầu. Kho báu mà anh Dirish Elsilinen phát hiện gồm 100 cổ vật, phần lớn kho báu trên là đồ trang sức bạc, song cũng có một thỏi vàng rất lạ và những món đồ bằng kim loại hiếm. Trong số những báu vật được phát hiện, có xuyến và ghim hoa gạc, nhẫn vàng, hình chữ thập bằng sứ, kim cài hình chim bằng vàng. Các nhà chức trách đã quyết định chuyển kho báu trên cho Bảo tàng Quốc gia Scotland để trưng bày. Đổi lại, anh Dirish Elsilinen sẽ nhận được 2,6 triệu USD, khoảng gần 60 tỷ đồng. Đây là số tiền phản ánh giá trị thực của khối cổ vật này trên thị trường. Theo luật ở Scotland, chủ sở hữu của khu đất nơi kho báu được tìm thấy không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Ở những vùng còn lại của Anh Quốc, số tiền này được chia đôi cho người phát hiện và người chủ đất. Con buôn tỉnh đòn nhất Việt Nam, rao bán quả mít cuối trên cây 90.000, khách trả 2 triệu nhất định không bán. Màn rao bán mít ngược đời của cậu bé khiến dân mạng được một phen cười bò. Cưỡi trên chiếc xe đạp mini chở quả mít độc nhất của nhà mình đi bán quanh làng, cậu bé đang nhảy mặc quần vá, xỏ tổ ong xanh đã thu hút hai hàng khách trên đường. Lạ đời ở chỗ, dù được trả giá tới 2 triệu đồng, cậu nhóc này vẫn nhất quyết giữ nguyên giá 90.000. Thậm chí cậu bé còn bực mí rằng, đang đi bán rong nhưng có người đặt trước rồi. Quả mít dai này là quả cuối cùng ở nhà được kèm lời khẳng định chắc nịch, mít ngon lắm. Ấy vậy mà khi được trả 100.000, cậu nhóc có vẻ như ưng cái bụng, nhưng nhận ra mình bị trêu nên lại lóc cóc đạp xe đi mất. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận từ cư dân mạng về độ dễ thương và có phần ngược đời của cậu bé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào,
các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!